Thưa quý vị và các bạn, hoạt động hội trại văn hóa tại Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai năm 2024 diễn ra vào ngày 18 tháng 2 được xem là bức tranh khái quát và tái hiện lại những phong tục tập quán truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn của vùng sông Đà đã có từ bao đời nay. Tại không gian trại văn hóa có 11 đội đến từ các xã của huyện, các đội thi đã mang đến những nét độc đáo từ trang phục, kiến trúc, ẩm thực, đồ thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm văn hóa đặc trưng, trình diễn dân ca dân vũ truyền thống, giúp du khách có được những trải nghiệm độc đáo và hiểu biết hơn về văn hóa bản địa. Cùng với đó, còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa du lịch, sản vật địa phương, gian hàng sản phẩm thương mại, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham quan, thưởng thức và mua sắm. Ngoài ra, du khách còn được đắm mình trong không gian văn hóa cộng đồng của dân tộc Thái Trắng với lễ hội Kinpang Then, dân tộc Thái Đen với lễ hội Buộc Chỉ Cổ Tay, dân tộc Kháng với lễ hội Rượu Cần, thưởng thức múa xòe, múa mông, chơi các trò chơi dân gian dân tộc.